MC xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình mang đến cho quý vị khán giả những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình lũ lụt trong nước cũng như quốc tế, tình hình an ninh chính trị xã hội mới nhất trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tình hình mưa bão ở Trung Quốc vẫn đang diễn ra liên hồi như không muốn ngừng nghỉ. Bầu trời Trung Quốc liên tục 24 trên 24 giờ không khác gì những ngày tận thế. Vào sáng ngày hôm nay, 13 tháng 7 năm 2023, bão Haiyan giật cấp 17 với sức gió 260 km/h đã đổ bộ vào quảng trường Tiananmen, thành phố Liêu Ninh và Sơn Đông và nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc. Bão đổ bộ đã làm tan hoang một khoảng trời, làm sập 1,4 triệu căn nhà, làm hư hỏng nặng một sân bay quốc tế. Tòa nhà Trung Nam Hải cũng bị sét đánh cháy mái nhà, hàng ngàn ô tô bị cuốn trôi lênh đênh ra ngoài biển khơi. Bệnh viện, trường học, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều phải đóng cửa và ngừng hoạt động. Cây cối bị quật đổ, lưới điện quốc gia của Trung Quốc bị đánh sập. Toàn bộ 2/3 diện tích của Bắc Kinh phải sống trong bóng tối. Cầu cống, đường xá, trường học, trạm xá bị ngập lụt và ảnh hưởng nặng nề. Hàng triệu người dân của Trung Quốc phải khăn gói hành lý di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Thưa quý vị, bão trồng bão, lũ trồng lũ, hiện chính quyền của ông Tập rất sốt ruột. Lực bất tòng tâm bởi vì thiên nhiên được cho là vẫn đang trút những cơn cuồng phong bão tố và lũ quét vẫn đang trừng phạt Trung Quốc. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, một trong bản tin về dự báo thời tiết vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương cho biết, rạng sáng nay bão Haiyan đã gây ra mưa to đến rất to, tàn phá nặng nề nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến lũ tại thượng nguồn hai con sông Dương Tử và sông Hoàng Hà đổ về hạ lưu mỗi lúc một nhiều, làm cho con đập Tam Hiệp phải mở thêm các cửa xả lũ. Hiện nhiều nơi của Trung Quốc bị ngập từ 4 đến 6 mét. Nhiều ngôi nhà cao tầng bây giờ chỉ còn cái nóc là không bị lũ nhấn chìm. Cơ quan cảnh báo động đất lũ lụt Trung ương Trung Quốc đang phát đi thông báo khẩn cấp cho toàn bộ cơ quan chính quyền, người dân của nước này rằng mọi người hãy tìm nơi ẩn nấp, bởi vì trong chiều tối nay, nhất là nửa đêm và rạng sáng, bão Haiyan còn gây gió giật tới cấp 16. 17. Đề phòng những cây cổ thụ sẽ bị quật đổ. Ngoài ra, cơ quan Trung Quốc còn cảnh báo những cơn mưa to đến rất to sẽ tiếp tục đổ xối xả vào Trung Quốc, nhất là ở thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Tiananmen, thành phố Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tô, Chiết Giang. Con đập Tam Hiệp được các chuyên gia hàng đầu trên thế giới dự báo sẽ không chịu được sức ép khủng khiếp này. Và nếu như không chịu được cơn bão Haiyan, tàn phá siêu đập lớn nhất của Trung Quốc cũng như lớn nhất của thế giới sẽ bị vỡ bất kỳ lúc nào. Những cơn mưa to, sấm sét, bão tố, lũ lụt, vòi rồng, động đất hay phiên nhau quần thảo Bắc Kinh làm cho Trung Quốc đã tồi tệ, nay còn thảm bại hơn rất nhiều. Đây được coi là nhân quả báo ứng đã sắp đặt sẵn cho phía Trung Quốc sau biết bao nhiêu tội lỗi gây ra cho toàn thế giới. Nhiều người đang cầu nguyện cho người dân Trung Quốc bởi họ cho rằng người đáng bị trừng phạt bởi luật nhân quả báo ứng chính là chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, là ông Tập Cận Bình chứ không phải người dân vô tội. Thưa quý vị, hiện các lực lượng chức năng đang phong tỏa nhiều khu vực ở Trung Quốc bởi vì những tuyến đê bao xung quanh con sông Dương Tử đã bị vỡ. Chính quyền địa phương nói rằng cần phải di tản gấp bởi vì nhiều khả năng lũ quét lũ ống sẽ lại xuất hiện. Theo tờ báo South China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, những hình ảnh kinh ngạc của bão Haiyan đã làm cho Trung Quốc điêu đứng. Dòng nước của nó chảy như thác từ trên trời đổ xuống, khiến ngập lụt xảy ra ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành của phía Bắc cũng bị lũ lụt cuốn trôi. Cư dân của Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng choáng ngợp khi một thác nước dường như bị thổi ngược trong cơn bão Haiyan. Tờ báo của Trung Quốc miêu tả chi tiết như sau. Cơn bão Haiyan mang theo gió mạnh giật cấp 16-17 với hơn 250 km/h. Vùng tâm bão đã đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành khác, trong đó tỉnh Chiết Giang. Điều đáng chú ý là cơn bão xuất hiện vào lúc 3 giờ 30 rạng sáng ngày hôm qua. Đây là thời gian mà người dân Trung Quốc đang chìm trong giấc ngủ. Chính vì vậy, thiệt hại cũng như là mất mát diễn ra rất nhiều. Tới trưa cùng ngày, sức gió tại tâm bão là 220 km/h. Đồng thời di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung ương Trung Quốc cho hay, bão Haiyan là cơn bão số 4 của Trung Quốc trong năm 2023. Kể từ đầu tháng 3 tới nay, hơn 6 triệu người phải sơ tán khẩn cấp khỏi những yếu tố
bởi vì mưa lớn và gió giật mạnh tấn công khu vực bờ biển phía đông của nước này. Cơ quan khí tượng thủy văn của tỉnh Chiết Giang đã phát cảnh báo khẩn cấp tới thị trấn và thành phố toàn tỉnh. Mưa bão đã được dự báo trong suốt cả ngày, kính thưa quý vị. Theo các nhà quan sát cho biết, kết thúc mùa xuân năm 2023 và bắt đầu tháng 3 tới giờ, Trung Quốc liên tục đón nhận những điều tồi tệ và dịch bệnh cũng như là thiên nhiên đang dội lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình để trừng trị thay cho thế giới. Có thể nói, dịch bệnh COVID-19 tàn phá nặng nề Trung Quốc khiến cho nền kinh tế của Bắc Kinh xuống thấp nhất kỷ lục trong lịch sử. Ngoài ra, từ đầu tháng này cho đến bây giờ, mưa lũ bão tố liên tục ập tới đổ hàng ngàn tấn nước trên trời xuống khiến cho con đập Tam Hiệp gần như bị vỡ. Theo các chuyên gia, con đập vẫn đang trụ vững và chưa bị vỡ, nhưng tình hình mưa bão mà tiếp tục xảy ra kèm theo động đất sóng thần cũng như lũ quét sạt lở vòi rồng thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp phía Trung Quốc sẽ bị vỡ 100%. Và khi nó vỡ, thảm kịch nó gây ra cho Trung Quốc được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Chúng ta cùng chờ xem con đập Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc cũng như lớn nhất thế giới có bị vỡ hay không thì hồi sau sẽ rõ. Thưa quý vị, động đất khiến thiệt hại do thiên tai ở Tứ Xuyên Trung Quốc thêm nặng nề. Số người chết sau trận động đất ở Tứ Xuyên Trung Quốc tăng lên 65 người, 12 người mất tích và hàng trăm người bị mắc kẹt. Đường hư hỏng, dư chấn, mưa và nguy cơ sạt lở đất đang cản trở nỗ lực cứu hộ ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc sau trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra ít nhất khiến 65 người chết, 12 người mất tích và 250 người bị thương. Nhân viên khách sạn tại khu du lịch của Công viên Quốc gia và nhân viên tại một số chi nhánh của Học viện Khoa học Trung Quốc nơi đã quan sát bị sập là những người thiệt hại trong thảm họa. Trận chấn động xảy ra lúc 12 giờ 22 phút trưa cùng ngày, có tâm chấn gần một trung tâm du lịch ở huyện Lô Định, cách thủ phủ Thành Đô khoảng 260 km. Đến 7 giờ sáng ngày hôm qua, số người chết bao gồm 37 người từ châu tự trị dân tộc Tạng, Gazi và 28 người từ huyện Thạch Miên, Nhà An. Ít nhất 12 người từ châu tự trị dân tộc Gazi vẫn mất tích. Theo đài truyền hình CCTV TV, hơn 6.500 nhân viên cứu hộ và bác sĩ đã được cử đến hiện trường. 4 trực thăng và 2 máy bay không người lái đã được điều đến các huyện Lô Định và Thạch Miên. Trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khoảng 50.000 người đã được di rời và hơn 3.400 người và hơn 3.400 lều, 12.000 giường gấp và khăn trải giường đã được gửi đến khu vực. Khả năng xảy ra mưa bão và điều kiện đường xá gồ ghề làm tăng thêm khó khăn cho các đội tìm kiếm cứu nạn. Bản tin dự báo thời tiết cho thấy sẽ có mưa trong 2 ngày tới, với nhiệt độ dự kiến xuống thấp 12 độ, đồng thời cảnh báo có thể xảy ra lở đất và thảm họa địa chất khác. Trận động đất là một đòn giáng đối với Tứ Xuyên sau khi tỉnh này chịu hạn hán kỷ lục và thiếu điện vào tháng trước, đồng thời đang phải chiến đấu với các đợt bùng phát Covid-19 khiến Thành Đô phải đóng cửa. Đến sáng nay, cơ quan cứu trợ động đất Tứ Xuyên đã nâng cấp phản ứng cấp lên cao nhất của hệ thống 4 cấp. Trận động đất mạnh rung chuyển Tây Nam Trung Quốc làm ít nhất 7 người chết, gây ra sạt lở đất và rúng động dân cư tại thành một phố lớn đang trong tình trạng phong tỏa phòng ngừa Covid-19 trong 2 ngày trước. Trung tâm mạng lưới động đất quốc gia cho biết, trận động đất 6,8 độ Richter đã tấn công một khu vực miền núi ở huyện Lô Định thuộc tỉnh Tứ Xuyên ngay buổi trưa. Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở rìa cao Tây Nguyên Tây Tạng, nơi các mảng kiến tạo gặp nhau nên thường xuyên xảy ra động đất. Hồi tháng 5 ngoái, hai trận động đất ở đây đã cướp đi sinh mạng ít nhất 4 người. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết, giới chức đã báo cáo 4 người chết trong trận động đất mới nhất, sạt lở đất, thiệt hại về nhà và cửa cũng như nguồn điện bị gián đoạn và được ghi nhận trong trận động đất mạnh này. Một vụ lở đất đã chặn một con đường lớn, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho hay. Trận động đất mới nhất ở Trung Quốc có thể được cảm nhận được ở tỉnh Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, nơi cách xa địa điểm động đất khoảng 200 km. Thành Đô được nơi bùng phát Covid-19 đang triển khai biện pháp phong tỏa để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Cư dân Thành Đô Giang Daily cho hay đã trốn dưới bàn làm việc trong 5 phút trong một căn hộ 31 tầng, trong khi nhiều hàng xóm vội vã chạy xuống tầng dưới khi động đất xảy ra. Có một trận động đất mạnh vào tháng 6 năm ngoái nhưng không đáng sợ lắm,
Lần này tôi thực sự sợ hãi bởi sống trên tầng cao và sự rung chuyển khiến tôi choáng váng, Jiang chia sẻ. Cô chưa biết thêm, 2 tháng ở Thành Đô thật kỳ lạ. Trận động đất ở đợt phong tỏa diễn ra sau một đợt nắng nóng và hạn hán gây thiếu nước và cắt điện bởi Tứ Xuyên phụ thuộc vào thủy điện. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ghi nhận, trận động đất ở Trung Quốc có cường độ 6,6 độ Richter nằm ở độ sâu tương đối nông, khoảng 10 km. Trận động đất ở Trung Quốc gây chết nhiều người nhất trong những năm gần đây là trận động đất 7,9 độ Richter năm 2008, khiến gần 90.000 người thiệt mạng ở Tứ Xuyên. Động đất mạnh đã tàn phá các thị trấn, trường học và các cộng đồng nông thôn bên ngoài Thành Đô. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ bản tin 24 giờ của chúng tôi. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Vâng, thưa các bạn, thời lượng chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.